một công thức sốt chan bánh mì siêu ngon mà rất là đơn giản, mọi người cùng làm với Vĩ nha. Vĩ sẽ chuẩn bị gia vị trước, gồm 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh sốt mayonnaise, 2 muỗng canh tương ớt và 2 muỗng canh tương cà. Vĩ khuấy cho tan cái hỗn hợp này lên rồi cho thêm 2 muỗng canh dầu hào vào. Mình sẽ chuẩn bị tất cả những cái nguyên liệu này vào trong một cái tô trước để một chút xíu nữa mình nấu sốt nó sẽ nhanh hơn. Cái phần công thức của sốt cũng khá là dễ nhớ và Vĩ cũng có ghi lại ở trên màn hình rồi đó mọi người. Để cho màu sốt được đẹp hơn thì mình cần dùng thêm một ít dầu màu điều nữa, và các bạn nhớ rửa hạt màu điều trước khi thắng nha, để cho không có bị văng dầu. Bây giờ thì tới cái phần nấu nước sốt nè. Vị bắt một cái chảo lên rồi cho hành tỏi vào phi vàng thơm. Sau đó mình sẽ cho thêm 200g thịt bằm vào xào cho nó săn lại. Đợi thịt gần chín rồi á thì mình sẽ cho cái phần nước sốt vào. Không biết mấy bạn có thích ăn bánh mì không chứ vị rất là khoái ăn bánh mì luôn á. Mà để bánh mì ngon á thì cái phần nước sốt đóng vai trò rất là quan trọng mà nghe. Rồi khi mà phần thịt đã thấm đều nước sốt rồi đó thì vị sẽ cho thêm dầu màu điều vào, rồi cho thêm một chén rưỡi nước lọc vào luôn. Mình sẽ để lửa riu riu nấu cho cái phần nước sốt nó sệt lại thì mình cho ngò rí, hành lá và hành phi vào. Lúc này là thơm lắm luôn rồi nha mọi người. Mọi người nhớ nêm lại coi đã vừa với khẩu vị của gia đình mình chưa nha. Vị thì thấy rất là ngon, đậm đà và vừa miệng rồi đó. Bây giờ vị sẽ múc sốt ra tô và đợi hơi nguội một xíu nha. Các bạn nhìn sốt có hấp dẫn ghê không? Tới cái phần được mong chờ nhất rồi đây nè. Bữa nay vị sẽ làm một ổ bánh mì với chả và nem. Rau ăn kèm thì mình sẽ ăn chung với lại rau răm, ngò rí, dưa leo và ớt. Vị cho dưa leo vào trước nè, rồi sẽ cho một ít ngò rí, một ít rau răm, rồi mình xếp nem và chả lên trên. Cuối cùng là thêm mấy lát ớt và chan nước sốt vào. Nước sốt thịt bằm rất là vừa ăn luôn á mọi người. Bình thường vị ăn bánh mì thì vị chỉ thích rắc muối tiêu lên thôi, nhưng mà ăn với cái nước sốt này á thì vị cực kỳ thích chan thiệt là nhiều nước sốt. Mà nếu mấy bạn không thích chan vào trong bánh mì ăn á thì mình có thể lấy bánh mì và chấm nước sốt ăn cũng ngon nữa. Công thức nước sốt chan bánh mì này đơn giản mà ngon, nên bạn nào thích là không được bỏ qua đâu nha. Nhất định phải làm thử một lần đó. Chúc mọi người làm thành công món này và ăn thiệt là ngon hen.